cô ấy thì chính là cô ấy thôi, không cần phải giống ai hết. Nếu như mà được chọn thì em vẫn thích chọn Việt kiều hoặc là thuần Việt hơn. Em muốn là nó phải đồng điệu cả về tâm hồn và trong tình yêu nữa. Một phần là công việc là kiếm tiền, nhưng mà cái hạnh phúc gia đình thì cái đó mới là quan trọng. Phải về ăn chung cái bữa cơm với gia đình chứ không có được đi hoài. Ngày hôm nay tới đây thì em hy vọng là anh có thể không sợ dịch về với em. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.